Đã biết trong cuộc đời tu hành ta gặp nhiều nghịch cảnh, sóng gió, khó khăn. Nếu ta yếu sức, sức chịu đựng kém thì ta ngã, thất bại, sụp đổ, ngưng lại, không đi tới nữa. Và mình thiệt thòi, chả ai thiệt thòi. Do đó phải rèn luyện một cái nội lực trong tâm hồn có sức chịu đựng bền bỉ vô biên. Sóng gió nào, nạn tai cỡ nào, nghịch cảnh cỡ nào cũng bước tới, vượt lên và đi mãi, không ngừng lại. Nhớ như vậy. Ta hiểu một điều là phải mãi mãi siêng năng bồi tạo công đức. Mãi mãi siêng năng bồi tạo công đức, làm việc phước từ một việc nhỏ, không từ chối. Trải một tấm chiếu cho huynh đệ mình ngồi nghe pháp cũng làm nha. Bưng một bát nước, chén cơm cho người đến chùa ta cũng làm. Rồi việc làng, việc xóm nha, việc xã hội, việc địa phương, những việc từ thiện gì làm giúp được ai, không nề hà, không từ nay.